Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và các đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay mà có chủ đề mới của chúng ta sẽ là Tổng lãnh thiên thần muốn tiết lộ điều gì với bạn ngay lúc này. Và đây là những trò bài chung, ba năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài. Bạn cũng có thể chọn những cái thẻ bài màu ở trên mỗi tụ bài ha. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Rồi, mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi Tổng lãnh thiên thần muốn tiết lộ điều gì với bạn ngay lúc này. Và đây những trò bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Mình thấy cuộc sống của các bạn tụ 1, các bạn đang bước sang một cái giai đoạn mới, đang bước sang một cái cuộc đời mới, một bước ngoặt mới, và bạn đã xác định được cái hướng đi, cái mục tiêu, mục đích sống của bạn. Và mình thấy là các bạn đã có sự tin tưởng, các bạn đã có một sự thức tỉnh rồi. Các bạn đã nhận ra điều đúng, điều sai, các bạn đã nhận ra con đường của mình phải đi như thế nào và mình phải làm thế nào để có thể tạo ra được cuộc sống tốt đẹp như ý mình mong muốn. Và chỉ có bản thân bạn mới có thể thay đổi được vận mệnh cuộc đời của bạn mà thôi. Và mình thấy thì các bạn là những người đang trong giai đoạn gọi là đã ý thức được cái sức khỏe của bạn, đang ý thức được chỉ có sức khỏe tốt mới có thể làm tốt vẹn được mọi điều. Thì bây giờ mình thấy các bạn đã có một cái sự gọi là thay đổi trong cái sự bảo vệ sức khỏe của mình. Mình thấy các bạn có sự chăm sóc giấc ngủ nè, có sự nghỉ ngơi. Và đồng thời thì mình thấy là trong cuộc sống của bạn, khi mà bạn đã ý thức xác định được mọi điều và bạn biết được cái hướng đi của bạn, và bạn có một cái sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm, thì mình thấy là bạn sẽ đạt được cái điều mà bạn mong muốn nha. Bạn sẽ có khoảng thời gian cảm thấy biết ơn và cảm thấy tự hào về những gì mà bạn đã cố gắng dày công vun đắp, và bạn tạo được cái thành quả xứng đáng với những cái kết quả, với những cái điều mà bạn đã gieo trồng trước đó ha. Trời, để mình xem coi Tổng lãnh thiên thần muốn tiết lộ điều gì với bạn ngay lúc này. Mình thấy Tổng lãnh thiên thần muốn tiết lộ với bạn là trong giai đoạn sắp tới thì cuộc sống của bạn, các bạn sẽ rất là vững chắc trên con đường mà bạn đi, và bạn sẽ tạo lập được một cái giang sơn dành cho chính mình. Bạn có thể tạo ra được một cái cơ ngơi vững chắc cho tương lai của bạn. Chỉ cần bạn nỗ lực, chỉ cần bạn cố gắng làm việc một cách chăm chỉ, siêng năng, tỉ mỉ, có sự khéo léo và có sự trung thực, uy tín ở đây, và đồng thời cam kết với những cái ước muốn, mục tiêu của bạn, và làm việc một cách miệt mài, nhẫn nhịn và có sự gọi là bền bỉ, thì bạn sẽ có khả năng tạo ra được một cơ ngơi, có một cái sự trường tồn, có sự kiên cố vững chắc cho bạn, đặc biệt là vấn đề về tài chính của bạn. Đồng thời các ngài muốn hé lộ với bạn rằng sẽ có những cái món quà, sẽ có những cái người họ đến họ giúp đỡ cho bạn, sẽ có những quý nhân
họ xuất hiện trên cái đường đi của bạn trong cái chặng đường mới này. Đồng thời bạn sẽ đón nhận những tin tức vui dành cho bạn trong thời gian tới nha. Những tin tức mà đem đến cho bạn cái niềm vui, cái sự hài lòng, cái sự mãn nguyện ở đây. Và các bạn đừng khuyến khích, hãy lan tỏa tình yêu thương nhiều hơn với cuộc sống này, yêu thương bản thân của mình và yêu thương cả những người xung quanh cộng đồng của bạn, tạo ra những giá trị tích cực cho cuộc sống này. Và khi mà bạn đã thực sự lên kế hoạch, bạn đã thực sự có những cái nguyện vọng, đam mê gì đó, hãy cứ thực hiện trong âm thầm và lặng lẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng đường đi nước bước cho bản thân của mình và cố gắng nỗ lực từng ngày thì bạn sẽ giành được một cái thành quả xứng đáng mà thôi. Và mình thấy thì các bạn được các thiên thần nhắc nhở là các bạn phải có một sự gọi là bền bỉ, kiên nhẫn. Kiên nhẫn nó chính là cái chìa khóa để đi đến thành công của bạn đó ha. Và mình thấy trong cuộc sống của bạn sắp tới thì sẽ có hai đối tượng nam, hai người mang năng lượng nam, một người mang năng lượng của ông vua tiền, một người rất là vững chắc, kiên cố, một người làm việc rất là chăm chỉ và rất là giỏi trong việc đầu tư kinh doanh và là một người không bao giờ bỏ cuộc trước sóng gió, luôn tìm ra được cái hướng đi rõ ràng cho bản thân của mình và tạo dựng được cái sự nghiệp sung túc đủ đầy. Và một người mang năng lượng nam nữa, đó là một người mang năng lượng của một ông vua ly, một người rất là hài hòa, một người sống rất là chân tình, một người có sự thấu hiểu và có sự quan tâm giúp đỡ những người xung quanh. Thì mình thấy những người này họ sẽ truyền động lực, cảm hứng cho bạn, hoặc đây chính là phiên bản của bạn trong tương lai. Bạn sẽ không còn thờ ơ với cuộc sống này nữa, mà bạn sẽ có được cái hướng rõ ràng trong cuộc sống này, đó là cố gắng làm việc, tạo dựng vật chất tương lai và có một cái sự lan tỏa ánh sáng, niềm tin, giúp đỡ những người xung quanh ha. Và những bạn nào mà các bạn làm những trong cái lĩnh vực liên quan đến chữa lành á, thì về thể chất hoặc là về tinh thần là mình thấy là các bạn sẽ có sự tiến bộ vượt bậc ở đây, và các bạn cần phải có thời gian tĩnh lặng cho bản thân của bạn, suy nghĩ về tương lai, về cuộc sống của bạn và có sự bình yên cho tâm hồn của mình, kết nối với năng lượng, kết nối với trực giác của bạn để các bạn có thể nhận ra được cái hướng đi rõ ràng, cái sự hướng dẫn từ ơn trên ha. Và đồng thời bạn hãy cứ kiên quyết làm theo những điều đó, làm theo cái hướng dẫn và làm theo cái sự thôi thúc từ trong cái trái tim của bạn, từ trong cái trực giác của bạn, thì phép màu sẽ diễn ra trong cuộc sống của bạn mà thôi ha. Những cái sự tiến bộ vượt bậc và tất cả những điều mà đến với bạn đều chủ yếu là tập trung vào bạn và giúp cho cuộc sống của bạn có một cái sự gọi là nâng cấp. Và các bạn được khuyến khích hãy trở nên sống một cách có một cái sự gọi là trung thành tận tụy với bất kỳ những cái điều gì trong cuộc sống của bạn, với chính bản thân bạn, với những cái suy nghĩ, những kế hoạch của bạn và với tất cả những người xung quanh bạn ha. Sống một cách gọi là ngay thẳng, công chính và đừng bao giờ làm những điều gọi là mờ ám ở đây ha. Thì khi mà bạn sống tốt, trời xanh tự an bài cho bạn, vì mình thấy bạn bước sang một cuộc sống mới là nhân quả đang đến rất là gần. Hãy làm việc thiện, hãy làm những điều tốt đẹp mà thôi. Và trong suy nghĩ của bạn cũng phải hướng tới những cái điều tích cực nhất, thì cuộc sống của bạn sẽ theo hướng tích cực nhất. Và trong cuộc sống của bạn trong thời gian sắp tới đây cũng sẽ có những vấn đề diễn ra, tại vì bạn là một người sống khá là nhạy cảm, khá là cảm xúc. Thì các thiên thần khuyên các bạn phải coi giữ cho mình một cái sự lý trí sáng suốt rõ ràng, kiên vững, đừng để những lời ăn tiếng nói từ những người xung quanh ảnh hưởng đến tinh thần của bạn, ảnh hưởng đến kế hoạch của bạn ha. Vì chính bạn mới biết được con đường của bạn sẽ đi đến đâu ha. Chỉ có bạn mới có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Còn những người khác thì đừng để những cái điều tiêu cực từ họ ảnh hưởng đến tinh thần của bạn, đến nhuệ khí của bạn, đến năng lượng của bạn, đến tần số của bạn. Và hãy có một sự gọi là rõ ràng, kiên quyết và phải biết điều tiết cảm xúc của bản thân mình thật là tốt ha. Và các ngài cũng muốn nhắc nhở bạn rằng trong cuộc sống của bạn, bạn cần phải biết giữ gìn, chăm sóc về thể chất, tinh thần và cả về tài sản của bạn trong giai đoạn này nha. Cũng sẽ có những đối tượng họ không tốt, họ đến, họ muốn lợi dụng hoặc làm điều gì đó gây tổn hại đến bạn. Bạn cần phải có một cái sự đôi mắt tinh tường giống ông vua tiền nè, phải có kế hoạch rõ ràng và phải có một cái sự gọi là biết giữ đồng tiền của mình trong tay và biết sử dụng nó một cách hợp lý.
đừng để cho bản thân phải hối tiếc về cái sự gọi là quá tin người ở đây, phải có sự lý trí mà, nhưng mà bạn cũng phải có một cái sự đức độ ở đây ha. Ừ, phải có sự cân bằng và hãy tin vào trực giác của bạn. Khi mà trực giác của bạn có sự mách bảo, có sự bứt rứt gì đó, bạn cảm thấy khó chịu thì tốt nhất là bạn đừng nên làm, đừng nên hợp tác với người đó ha. Thì mình thấy nếu mà bạn gọi là biết phòng ngừa cho bản thân mình và biết gọi là tập trung nỗ lực cho tương lai của mình thì bạn sẽ gặt hái được cái thành quả xứng đáng mà thôi. Những tin tức vui, những cái niềm vui, những cái sự khen ngợi từ người khác sẽ đến với bạn. Và hãy giữ cho mình cái sự tĩnh tâm ha, đừng để bản thân bị sa đà trước những cám dỗ trong cuộc sống này. À, vì sẽ có những cám dỗ đến với cuộc sống của bạn để thử thách bạn, để xem bạn có giữ cho mình được một cái bản chất tốt đẹp hay không. Và khi mà bạn đã thực sự vượt qua những cám dỗ đó, vượt qua những bài học đó, thì một cái kết quả tươi sáng sẽ đến với bạn mà thôi, và đến một cách rất là diệu kỳ ở đây nha. Và trong thời điểm này, trực giác của bạn rất là đáng tin cậy và chính xác. Bạn hãy lắng nghe những lời định hướng bên trong của bản thân và bạn sẽ không thể mắc sai lầm. À, bạn có thể chắc chắn rằng những lời nhắn nhủ mà bạn nhận được từ những thiên thần là thật và xứng đáng với niềm tin của bạn. Hãy có niềm tin vào cảm giác của chính bạn trong hoàn cảnh này. Góc nhìn của bạn về người khác cũng như cảm xúc và động lực của họ đều chính xác một cách hoàn hảo. Không cần phải đặt câu hỏi về việc những gì mà bạn cảm thấy là đúng hay không nha. À, trực giác của bạn sẽ giúp cho bạn rất là nhiều trong giai đoạn này đó, nhìn ra những sự thật và có thể là gọi là giúp cho bạn có thể là tránh được những cái điều tiêu cực trong cuộc sống này một cách nó có một sự tinh tế ở đây. You are ready ha, bạn đã sẵn sàng rồi đó. Tất cả những trải nghiệm của bạn trong quá khứ đã dẫn bạn đến cái khoảnh khắc này. Bạn đã học tập và phát triển về mặt tinh thần theo nhiều cách và không còn thêm việc gì mà bạn cần phải làm nữa. Đây là lúc bạn tiến lên phía trước và yêu thương con người mà tận sâu trong tim bạn biết đó chính là bạn ha. Và thế giới này đang nôn nao chờ đợi cái sự đóng góp từ những mục đích sống của bạn. Bạn có thể sẽ cần phải đặt bản thân mình lên hàng đầu trong hoàn cảnh này. Đây là lúc bạn làm những việc bạn thấy là đúng cho bản thân của mình ha. If you believe, và nếu như bạn tin tưởng, tất cả những gì bạn cần lúc này là niềm tin. Bạn có thể có được những gì mà bạn khao khát, nhưng mà bạn phải tin rằng điều đó nó sẽ xảy ra. Hãy luôn lạc quan và tưởng tượng ra kết quả mà bạn luôn hằng hy vọng. Bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực hoặc là chủ nghĩa bi quan để nhận được cái năng lượng tích cực tựa như ánh nắng mặt trời. Và luật hấp dẫn sẽ mang lại cho bạn những gì mà bạn mong muốn. Nếu bạn biết rằng bạn xứng đáng nhận được những cái điều tuyệt vời đó thì bạn sẽ thu hút được cái hạnh phúc. Và nếu như bạn luôn nghi ngờ và cho rằng bản thân không hề đáng giá thì những trải nghiệm của bạn sẽ vô tình dính đến cái nguồn năng lượng tiêu cực kia. Vì vậy hãy luôn giữ vững niềm tin không chỉ vào chính mình mà còn là vào những ước mơ được ấp ủ bấy lâu nay. Ha. Và các thiên thần cũng muốn tiết lộ với bạn một điều, đó là một mối quan hệ rất là quan trọng đang tiến tới hoặc là thậm chí là đã đến với bạn rồi. Đây chính là những cảm xúc lãng mạn mà bạn vẫn luôn chờ đợi. Như những mối quan hệ khác, sẽ có những lúc vui buồn, nhưng đừng để điều đó làm bạn mất tự tin. Hãy có niềm tin rằng tình yêu đang đến với cuộc đời của bạn và nó sẽ ở lại. Và nếu câu hỏi của bạn là về một mối quan hệ hiện tại thì bạn có thể mong chờ rằng đôi bên sẽ xích lại gần nhau hơn. Những bất đồng trong quá khứ sẽ dần tan biến và niềm tin sẽ được phát triển. Tất cả mối quan hệ sẽ có lúc cao trào nhưng cũng có lúc trùng xuống. Và lá bài này nó cho thấy rằng bạn đang dần tiến đến một mức độ mới của sự thân mật ha. Nó có thể là cái sự đính hôn, kết hôn hoặc là cái hình thức giao ước mới của ai đó. Và đồng thời mình thấy thì
Có khả năng một số bạn, các bạn đang mong chờ một tin tức, một tin nhắn thì sẽ có khả năng nó sẽ đến trong thời gian sắp tới đây. Ha. Một tin nhắn, một tin tức mà bạn đang mong chờ và đang gọi là cầu nguyện cùng với vũ trụ thì nó sẽ đến để giúp cho bạn cảm thấy được vui vẻ hơn, thỏa nguyện hơn. Mình thấy ở đây còn là những mối quan hệ hợp tác, hợp tác cùng chung chí hướng cùng nhau, gọi là tiến bước trên cái hành trình mà các bạn có một sự gọi là muốn phát triển cùng nhau nỗ lực. Tuy nhiên trong quá trình bạn hợp tác thì cũng sẽ có những đối tượng họ không tốt, họ chỉ muốn lợi dụng mà thôi. Cho nên bạn phải luôn gọi là tỉ mỉ, sâu sắc, rõ ràng và biết phân tích, định hướng để không có thể lọt vào những cái cạm bẫy của những người mang cái sự gọi là âm mưu toan tính gì đó đối với bạn ha. Phải có sự cẩn trọng ở đây. Cẩn tắc thì vô ai nái bạn ha. Và các thiên thần khuyến khích các bạn là hãy gọi là cầu nguyện và mở lời cầu xin các ngài. Những thiên thần luôn ở bên cạnh bạn. Tuy nhiên bạn phải yêu cầu sự hỗ trợ của các ngài khi bạn cần tìm kiếm cái sự giúp đỡ. Bởi vì thiên đường luôn tôn trọng những lựa chọn dựa trên cái sự tự do trong ý chí của bạn. Hãy trình bày rõ câu hỏi của bạn với họ. Bạn có thể nói thật lớn điều đó hoặc là thì thầm trong tâm trí của mình. Và dựa trên mong muốn của vũ trụ, những thiên thần sẽ ngay lập tức mang đến cho bạn cái sự giúp đỡ. Các thiên thần của bạn cũng có thể mang đến cho bạn những thông điệp đặc biệt về hoàn cảnh mà bạn đang mắc phải. Hãy ngồi lặng im ở một nơi yên tĩnh trong nhà hoặc có thể là ở ngoài tự nhiên. Sau đó cầu xin các ngài cho bạn lời khuyên cũng như những định hướng. Và hãy để ý lời nhắn được mang đến cho bạn. Có thể câu trả lời sẽ đến với bạn thông qua những cảm xúc, những điều mà bạn nghe được và thông qua cái tầm nhìn, hoặc bạn cứ thế mà ngầm hiểu được câu trả lời của mình. Bạn cũng có thể hỏi các thiên thần để các ngài mang đến cho bạn những dấu hiệu trong ngày. Từ đó mà các ngài có thể hướng dẫn bạn đi trên con đường đúng đắn. Và các bạn được khuyến khích hãy có một cái sự gọi là giúp đỡ những người xung quanh trong cái khả năng của bạn về tinh thần hoặc là về vật chất tùy theo bạn ha. Vì mình thấy thì đây là một cái lá bài liên quan đến việc gọi là cho và nhận đó. Khi mà bạn cho đi với một cái sự tận tâm tận tình của bạn từ cho tận sâu trong cái con tim của bạn thì bạn sẽ nhận lại những cái món quà từ ơn trên ha, từ vũ trụ mang đến cho bạn những cái sự gọi là tươi vui và hạnh phúc ở đây. Bạn đang bước vào cái giai đoạn đầy năng suất và phong phú khi tất cả các mặt của cơ hội đang sẵn sàng đến với bạn. Hiện tại thì tất cả những thứ có thể giúp bạn nắm bắt mọi cơ hội đều đang ở đây. Để bày tỏ cái sự trân trọng đối với chúng thì bạn cần phải nắm bắt thời gian, trao đổi kinh nghiệm và kỹ năng. Hãy giao kèo với con tim cùng tâm hồn bạn về những gì mà bạn sẽ theo đuổi và bạn sẽ làm được. Bạn có được tất cả những gì mang lại cho bạn thành công nếu bạn chịu hợp nhất với quy luật cho và nhận. Bạn phải cam kết rõ ràng với việc cho đi và nhận lại ha. Nếu bạn để cho cái nỗi sợ nó dẫn dắt những lựa chọn, bạn sẽ không chỉ khiến cho bản thân bạn kiệt sức mà còn tạo ra cái thế mất cân bằng. Hãy sử dụng tiền tệ của bản thân một cách thông minh nhất và lưu tâm đến những giá trị của những người khác có thể mang đến cho bạn. Và các thiên thần muốn nói với bạn rằng bạn cần phải có một cái sự cân bằng giữa cho đi và nhận lại trong tình yêu để có thể đơm hoa kết trái cũng như được vun đắp để tạo ra được cái dòng chảy tình yêu giữa bạn và đối phương. Các ngài muốn bạn hãy bắt đầu đón nhận tất cả cái sự may mắn đang chờ đợi bạn cũng như chấp nhận cái món quà được gửi đến cho bạn. Mở rộng trái tim của mình và để tình yêu được đi vào trong bạn và từ đó chảy khắp cơ thể của bạn. Tình yêu đích thực sẽ đến trong cuộc sống của bạn. Tất cả những nỗ lực sự chăm chỉ của bạn sẽ được đền đáp một cách rất là xứng đáng mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới ha.
và vũ trụ đang gọi là chuẩn bị ship đến cho cuộc sống của bạn rồi. Hãy tiếp tục những việc mà bạn đang làm. Những điều tốt đẹp sẽ được tăng gấp 10 lần so với những gì mà bạn mong muốn đó. Và lá bài này cho thấy các bạn cần phải hoàn toàn tận hưởng cuộc sống hiện tại, sống như chỉ còn đúng một ngày mà thôi ha. Và hãy sống với những gì đang diễn ra trong lúc này. Đừng lo lắng về tương lai, cũng đừng nghĩ ngợi nhiều về quá khứ ha. Hãy sống từng khoảnh khắc mà bạn được sống trong giây phút hiện tại. Và khoảnh khắc này chính là lúc để bạn tạo ra phép màu trong cuộc sống của bạn. Những gì bạn làm ở hiện tại sẽ tạo nên vàng bạc châu báu cho tương lai, và những nỗ lực của bạn sẽ mang đến những cái sự kế thừa đầy quyền lực. Đừng quá chú tâm vào việc đạt được cái mục tiêu trong tương lai xa, mà hãy hướng nó vào việc tạo ra những ước mơ của bản thân ngay trong hiện tại. Hãy giải phóng những khao khát của bạn nhằm mang lại các tác động và sở hữu những thứ vốn đã tồn tại. Chúng sẽ xuất hiện trong thế giới vật chất thông qua phép màu. Hãy nắm lấy sự thành công của bạn ngay bây giờ. Bản chất còn quan trọng hơn những gì nó đang hiện hữu. Khi bản thân bạn được nhấn chìm trong những suy nghĩ về sự thành công, bạn sẽ tự động hòa mình vào những tiềm năng vô hạn. Bạn có thể hành động nếu có thể, thay vì chờ đợi những điều kiện ngắn hạn xa xôi. Bạn đang đến được cái mức độ cao nhất của sự thành công trong lúc này. Những gì mà bạn đang nghĩ ở hiện tại nó sẽ trở thành hiện thực. Cho nên bạn hãy sống cho hiện tại nha. Và trong những mối quan hệ thì các bạn được các thiên thần khuyến khích như thế này: những ngày cũ nó đã qua đi và những năm tháng mới mẻ nó đang đến. Hãy để cho trái tim của bạn tin rằng bạn sẽ có được mọi thứ mà bạn cần ngay lập tức, dù điều đó không đồng nghĩa với bạn có được cái mối quan hệ mà mình mong mỏi hay không. Ngày mai vượt xa quá tầm với của bạn, và ngày hôm qua thì không thể trở lại. Thực tại chính là tất cả những gì hiện hữu ngay lúc này. Hãy sống ở thực tại và hiểu được rằng ở thời điểm này, khi mà bạn yêu thương và chấp nhận chính bản thân mình, bạn sẽ thu hút tình yêu. Và các thiên thần đang yêu thương bạn một cách rất là mãnh liệt ở đây. Và hãy cho các ngài thấy được bạn yêu thương bản thân đến mức độ nào, và các ngài sẽ gọi là mang cái người thực sự yêu thương bạn đến với cuộc sống của bạn. Và đây chính là một cái thời điểm hoàn hảo để bạn tìm kiếm lời khuyên từ nhà cố vấn cho công việc, người có kinh nghiệm với những gì bạn đang làm và cũng sẵn sàng giúp bạn làm cái việc đó. Nếu làm vậy thì bạn sẽ nhận được cái sự hỗ trợ rất là tốt trong thành công của bản thân. Hoặc nó cũng thể hiện cho việc những cái nỗ lực của bạn đang dần lớn lên và bạn không còn có thể làm mọi thứ một mình nữa. Đây là lúc bạn sẽ được thiên thần mang đến những người quý nhân đến hỗ trợ cho bạn trong giai đoạn này. Hãy tin rằng sự giúp đỡ luôn tồn tại và sẽ thật sự đến với bạn. Và hãy có sự đồng sáng tạo, đồng kết hợp với mọi người, những người có cùng chung chí hướng, cùng chung năng lượng với bạn, để có thể là làm mau mắn bước đến cái hành trình chinh phục ước mơ lớn của mình. Những người hoàn hảo sẽ đến với bạn trong thời điểm hoàn hảo, khi mà bạn chọn tiến lên phía trước với cái niềm tin mạnh mẽ. Và trong những mối quan hệ thì sẽ được phát triển mạnh nhất nếu có sự tương hợp. Điều đó là quan trọng cho bạn, để bạn nhận ra rằng bạn cần người khác nhiều như cách họ cần bạn. Bạn phải cho phép người khác hỗ trợ bạn, cũng như bạn luôn ở đó đối với họ ha. Đây là khoảng thời gian có thể dễ mang lại tổn thương để nói lên những gì bạn cần và yêu cầu chúng phải được đầy đủ. Bạn hãy tin tưởng bạn sẽ có được chúng với tình yêu và lòng tốt. Tuy nhiên đừng mong mỗi người khác đọc được suy nghĩ của bạn. Hãy hỏi và rồi người ta sẽ đáp lại, giải đáp những thắc mắc bên trong bạn ha. Và lá bài này cho thấy rằng thì bạn đã sẵn sàng tung bay và tỏa sáng rồi ha. Bạn có thể chắc rằng bạn đang sẵn sàng cho bất cứ điều gì ở hiện tại. Bạn hiểu mình cần phải làm gì, kỹ năng của bạn là sự hoàn hảo. Bạn đi được đến bước này cùng với sự thông thái và kiến thức, và bạn cảm nhận được một giai đoạn mới cuộc đời mình đang sắp bắt đầu. Và những người khác cũng công nhận cái sự tự tin của bạn và họ tin vào bạn.
Và đây chính là cái thời điểm thuận lợi để bạn bắt đầu những cái điều mới mẻ. Và bạn có hàng tá lý do để trở nên tự tin. Tất cả những gì bạn cần cho sự thành công đều đang ở sẵn trong cái sự sắp đặt của bạn rồi, trong cái kế hoạch chiến lược của bạn rồi. Bạn có thể bắt đầu hành động vì bạn hiểu được bạn đã sẵn sàng bước đến nắm lấy sức mạnh tia sáng của mình, cũng như nhiệm vụ của chính bạn đối với thế giới này. Hướng mà bạn đang đi cũng chính là định mệnh của bạn. Tâm hồn của bạn đang mỉm cười với niềm vui sướng cũng như là việc bạn hòa hợp với cái sự thật này, ha. Và khi mà bạn cảm thấy tự tin và hạnh phúc vì được là chính mình thì bạn sẽ sẵn sàng cho những mối quan hệ sâu sắc và thân mật hơn. Bạn không cần phải chứng minh điều gì vào lúc này. Bạn đang hoàn toàn là chính bản thân mình và có thể gánh vác bất cứ điều gì. Tình yêu, tình bạn và những mối liên kết mới có tính hài hòa đang đến với bạn. Từ tận sâu trong trái tim mình, bạn đang sẵn sàng để trao đi và đón nhận. Và đây chính là cái điều tuyệt đẹp mà bạn đang hướng đến. Và bây giờ là lúc để bạn xác định những công việc cụ thể cần thiết để hoàn thành mong muốn của bạn. Có thể bạn đã tham gia một cái cuộc hành trình nào đó một thời gian, nhưng bạn đã sẵn sàng để xem xét cái phạm vi rộng hơn theo từng lĩnh vực hoặc là thử một cách tiếp cận mới. Đây là cái thời điểm tốt để dừng lại và kiểm tra xem bạn đang ở đâu và bạn đến được đây bằng cách nào và bạn muốn đi theo hướng nào tiếp theo. Và đồng thời thì mình thấy bạn là một người đang nâng cao được cái năng lượng, cái sức mạnh ý chí nội tại của bạn rất là mạnh mẽ. Vì vậy, hãy lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của bạn và hãy giữ vững cái lòng can đảm của bản thân. Bạn đã sẵn sàng để có sự thăng tiến rồi đó. Và một cái lời nhắc nhở với bạn rằng cái thiên thần khuyên các bạn hãy có một sự gọi là tiếp xúc với mẹ thiên nhiên nhiều hơn và làm những công việc để giúp cho cuộc sống, cho thiên nhiên này nó trở nên gọi là trong sạch hơn ha. Bạn đang được các ngài hướng dẫn và giúp cho bạn đáp ứng được nhu cầu thể chất và hoàn thành cái mục đích sống của mình. Và bạn được khuyến khích là hãy thực hiện cái sứ mệnh làm sạch môi trường, đất nước và không khí ha, hoặc là bảo vệ và bảo vệ thiên nhiên hoặc là các loài động vật chẳng hạn. Và bạn muốn làm điều gì đó thiêng liêng để giúp đỡ cho cuộc sống, cho cái môi trường xung quanh này, cho thiên nhiên, cho đất mẹ, thì bạn chỉ cần hỏi cái thiên thần và các ngài sẽ hướng dẫn cho bạn cần phải làm như thế nào thông qua những cái cuốn sách mà bạn đọc được, hoặc là thông qua những cái bài báo, hoặc là thông qua một cái bài viết, hoặc có một cái video clip nào đó và bạn tình cờ bạn thấy được, thì đó chính là cái sự dẫn dắt đưa đến từ các thiên thần nha. Và đồng thời các ngài muốn nói với bạn rằng á, các ngài sẵn lòng hỗ trợ cho bạn trong cái nỗ lực của bạn, miễn là bạn đáp lại cái sự ưu ái bằng cách làm điều gì đó tốt cho môi trường này, chẳng hạn như là tái chế chai hoặc lon, hoặc là chuyển sang các vật dụng làm sạch thân thiện với môi trường ha. Và hãy để bản thân cảm nhận mọi cảm xúc của bạn ha. Cái lá bài này nó hướng dẫn bạn mở rộng trái tim của mình với toàn bộ quan phổ cầu vòng của cảm xúc. Đây là một cái chìa khóa để cảm thấy tình yêu tuyệt vời bằng cách cho phép bản thân thừa nhận những cảm giác không mấy dễ chịu ha. Và bạn sẽ có thể đánh mất được cái khả năng phòng thủ và mở rộng trái tim của bạn khi mà bạn phủ nhận cái sự tồn tại của sự giận dữ, buồn bã. Và như vậy thì bạn đã đóng cửa một phần trái tim của mình. Và từ chối có nghĩa là những cảm giác này nó sẽ trở nên bị kìm nén, bị nhồi xuống và ẩn đi, và nơi chúng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, tình cảm và thể chất của bạn. Và bạn đang nhận được những cái dấu hiệu của những cái nguồn cảm hứng sáng tạo có giá trị dựa trên một cái số thử thách mà bạn đã trải qua. Thì bây giờ bạn muốn giúp người khác vượt qua hoặc là tránh những thử thách tương tự đó, thì có thể là đây là những bạn mà làm việc trong những lĩnh vực tinh thần,
bạn dùng kinh nghiệm của bạn đã trải nghiệm mà chia sẻ giúp đỡ cho người khác vượt qua được những cái giai đoạn thử thách này nha. Bằng cách đi sâu vào những cảm giác khó chịu thông qua áp lực sáng tạo, bạn sẽ cho phép người khác biết rằng họ không đơn độc trong cảm xúc của mình. Đây có thể là một ý tưởng kinh doanh, một là hình thức chữa lành, hoặc là một cuốn sách, hoặc một số dịch vụ, hoặc là sản phẩm khác sẽ giúp cho những người đang gặp khó khăn tương tự ha. Đây cũng có thể là những cái ý tưởng mà bạn sẽ thực hiện trong thời gian tới chẳng hạn. Thì bạn sẽ được thiên thần hỗ trợ cho bạn, giúp cho cái hành trình, giúp cho cái cách mà bạn chia sẻ sẽ được thành công và giúp được cho cộng đồng của bạn ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Và mình xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 2. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi tổng lãnh thiên thần muốn tiết lộ điều gì với bạn ngay lúc này. Và đây những trao bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Mình thấy các bạn tụ 2 là những người sống rất là nhân từ ha. Các bạn là những người có thiên hướng về nghệ thuật. Các bạn sống thì thường mình thấy các bạn sẽ dựa vào con tim nhiều hơn lý trí. Và các bạn là những người có một cái sự lãng mạn các bạn có tấm lòng rất là nhân hậu và quảng đại ở đây. Bạn rất là yêu thương, bạn rất là thích lan tỏa tình yêu, chia sẻ cái sự gọi là giúp đỡ cho những người xung quanh. Và mình thấy các bạn là những người có những cái ước mơ, nguyện vọng nó rất là đơn giản trong cuộc sống này thôi. Bạn chỉ mong muốn một cái sự hòa bình và hạnh phúc đến cho mọi người và cho cái thế giới này, và cho bản thân của bạn nữa ha. Và mình thấy bạn cũng khá là nhạy cảm đó, cho nên thì bạn nên biết cân bằng cảm xúc của bạn để không có gây ảnh hưởng, bị tổn thương bởi những cái điều tiêu cực trong cuộc sống này nha. Và mình thấy thì bạn là một người có nhiều cái trọng trách, nhiều cái trách nhiệm, hoặc là nhiều cái công việc để làm trong thời điểm này, hoặc là có khả năng một số bạn đang gồng gánh quá nhiều cái áp lực, sự mệt mỏi, sự căng thẳng. Nhưng mà mình thấy bạn vẫn có một cái sự kiên trì, nhẫn nại để có thể là đi đến được cái đích đến thành công của bạn. Một số bạn thì mình thấy trong giai đoạn này cần phải biết chăm sóc cái sức khỏe, đặc biệt là xương khớp của bạn, đừng mang vác nặng quá hoặc là sẽ bị đau lưng, đau mỏi vai gáy nè. Hãy cẩn trọng ha. Và bạn cần phải có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đi ha, đừng gồng gánh quá nhiều áp lực. Và nên làm những thứ một cách từ từ thôi, đừng có ôm đồm nhiều thứ là bạn sẽ rất là kiệt sức, kiệt quệ ở đây đó. Và mình thấy các bạn là những người có khả năng chữa lành nha. Các bạn đem đến những cái lời khuyên hữu ích chân thành bằng cái tình yêu, bằng cái ánh sáng bên trong bạn nha. Bạn là một người luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, là một người có khả năng gọi là hàn gắn những cái vết thương, chữa lành những cái niềm đau cho những người xung quanh. Và bạn cũng đã từng trải qua những cái giai đoạn thăng trầm đó rồi, cho nên bạn có thể gọi là hiểu được họ, bạn có thể giúp được họ. Một số bạn, các bạn làm trong cái lĩnh vực về chữa lành về thể chất hoặc về tinh thần rất là tốt luôn ha. Và khi mà bạn đối đãi với cuộc sống này bằng cái sự dịu dàng, mềm mỏng, nhẹ nhàng của bạn, sự chân tình của bạn, thì vũ trụ sẽ trả công cho bạn ha, sẽ đem đến cho bạn những món quà, những cái điều tuyệt vời, những cái sự ngọt ngào nhất dành cho bản thân của bạn. Rồi, bây giờ để mình xem coi tổng lãnh thiên thần muốn tiết lộ điều gì với bạn ngay lúc này.
thứ nhất là các ngài rất là yêu thương bạn, rất là quý trọng bạn nha. Các ngài xem bạn giống như một thiên thần nhỏ vậy đó. Vì những gì mà bạn đã làm nên, đã làm ra trong cuộc sống này, các ngài có một cái sự gọi là muốn tôn vinh bạn và muốn cho bạn biết rằng thiên đàng rất là yêu thương bạn và có sự quý trọng về những cái đóng góp của bạn trong cuộc sống này nha. Và đồng thời thì các ngài muốn tiết lộ với bạn là cuộc sống của bạn trong thời gian tới sẽ có những cái điều tuyệt vời diễn ra, sẽ có những cái sự thay đổi mới, và những thay đổi này nó mang tính bước ngoặt và cái sự may mắn đến với bạn ha. Cuộc sống của bạn sẽ có tràn đầy những cái sự thịnh vượng, phong phú và dồi dào hơn rất là nhiều so với những gì bạn tưởng tượng đó. Thì bạn là một người sống rất là chân tình, bạn thích giúp đỡ, bạn thích chia sẻ, bạn là một người sống mộc mạc, giản dị và đơn sơ. Thì khi mà bạn có một cái sự gọi là nhiệt tình giúp đỡ người khác như vậy, và bạn có một cái sự hiếu thảo nữa, bạn hiếu thảo cha mẹ của bạn, và bạn có sự quan tâm với mọi người, và bạn là một người rất là trung thực ha, một người mang một cái bản tính cực kỳ tốt và yêu thương, thì sắp tới là những may mắn đang đổ dồn vào cuộc sống của bạn rồi. Thì bạn cứ sống tốt như vậy ha, vì cái nhân quả tốt đang đến với bạn. Những gì mà bạn đã gieo trước đó thì bạn sắp gặt hái được những cái quả ngọt và những cái sự may mắn, và đồng thời ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật nha. Bạn đang có ước mơ nguyện vọng gì là có thể là vũ trụ sẽ đáp ứng hết, vì bạn rất là được vũ trụ yêu quý ha. Và bạn được khuyến khích hãy có sự lưu tâm, quan tâm đến cha mẹ của bạn nhiều hơn trong giai đoạn này, đặc biệt là mẹ của bạn. Mẹ bạn rất là quan tâm, yêu thương và dung dưỡng bảo bọc bạn. Và bạn chính là niềm tự hào của ba mẹ bạn đó. Nên hãy có một cái sự gọi là gắn kết chặt chẽ về tình yêu thương với cha mẹ của mình. Và cũng chính nhờ vì bạn là một người biết lo lắng, bạn có một người là một người biết yêu thương, giúp đỡ ba mẹ của mình, cho nên vũ trụ càng yêu thương bạn hơn nữa. Và sẽ giúp cho... có khả năng bạn đạt được những cái điều ước, và có thể là nó có thể là hơn một điều ước nha. Và mình thấy là bạn cứ giữ vững cái sự gọi là tinh thần lạc quan, tích cực, hòa mình với những cái kế hoạch mà vũ trụ đem đến cho bạn. Mình thấy bạn có một sự tuân thủ á, bạn tuân theo những kế hoạch vũ trụ đem tới cuộc sống của bạn, những cái thách thức cả những cơ hội. Và mình thấy bạn giống như một trẻ thơ vậy đó ha, rất là vâng lời cha mẹ. Và bạn cứ sống tốt, và bạn cứ gọi là thể hiện đúng cái con người yêu thương trong bên trong bạn. Và bạn không có để cái cuộc sống này, không có để những cái sự cám dỗ trong cuộc sống này nó lung khiến cho bạn bị lung lay cái tính cách tốt đẹp của bạn. Thì sự may mắn đang đến rồi. Những tin vui, những cái niềm phấn khởi trong cuộc sống của bạn nó đang được diễn ra ha. Đồng thời mình thấy bạn sẽ gia tăng được cái sức mạnh, cái sự sáng tạo phong phú của bạn, gia tăng được cái sự nhiệt huyết hăng say của bạn trong công việc. Nếu như bạn đang tìm việc hoặc là bạn đang trên một cái hành trình phát triển công việc của bạn, thì mọi thứ nó đều gọi là trơn tru dành cho bạn ha. Và mình thấy các bạn cứ gọi là giữ cho mình một cái phong độ tốt đẹp nhất, nhưng mà hãy có một sự gọi là yêu thương bản thân của mình, dịu dàng hơn với bản thân của mình, chăm sóc chu đáo cơ thể và tinh thần của bạn trong lúc này, và có sự tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn. Mẹ thiên nhiên rất là yêu thương bạn, và khi bạn tiếp xúc với thiên nhiên, tiếp xúc với nguồn nước, tiếp xúc với những cái kỳ quan mà vũ trụ tạo nên trong cuộc sống này, là lúc đó bạn sẽ có thể thu hút, bạn sẽ có thể hấp thụ những cái nguồn năng lượng, những cái tần số cao, giúp cho bạn mau chóng thu hút cái phước lành đến với bạn. Và các bạn được khuyến khích hãy luôn giữ vững cái tầm nhìn của bạn, giữ vững những cái suy nghĩ tích cực nhất của bạn, thì bạn sẽ có thể phản ánh nó ra ngoài cuộc sống của bạn ha. Và bạn chính là ngôi sao sáng nha. Mình thấy một số bạn, các bạn có cộng đồng riêng, bạn có khả năng làm trong những lĩnh vực chủ lành như mình nói, và cái công việc của bạn nó ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn, và bạn có thể gọi là thu hút được nhiều người hơn, và chữa lành được rất là nhiều người, và có sự cộng hưởng năng lượng ở đây, và sẽ giúp cho cộng đồng của bạn nó ngày càng phát triển mạnh mẽ và lan rộng hơn nữa. Và mình thấy các bạn được thiên thần
nhắc nhở, khuyến khích là hãy giữ cho mình một cái tấm lòng như một người mẹ vậy đó, bao dung, rộng lượng, tha thứ và có sự từ bi ở đây ha. Yêu thương mọi người, yêu thương cuộc sống này và yêu thương bản thân mình, bảo vệ bản thân mình trước những cái tiêu cực. Và hãy luôn suy nghĩ theo cái hướng tốt đẹp nhất. Và đồng thời trong giai đoạn này hãy biết bảo vệ sức khỏe của bạn, đặc biệt là cái vấn đề liên quan đến rối loạn tiêu hóa hoặc là bao tử đó nha. Ăn uống hợp lý vô. Và nếu như một số bạn nào á, các bạn trong yêu thương, trong yêu chuyện yêu đương á, mà các bạn có những cái vấn đề gọi là nó không hòa hợp với người yêu của bạn, và bạn vẫn còn mong đợi cái người đó quay trở về để có thể hàn gắn, để có thể chữa lành, thì có khả năng một người mà bạn đang mong ngóng họ sẽ quay trở về. Nếu bạn đang có một cái sự gọi là cầu sinh thì mọi thứ nó sẽ diễn tiến theo ý bạn mong muốn, nếu như bạn vẫn giữ được cái tần số năng lượng cao như thế này ha. Họ sẽ tiến vào cuộc sống của bạn một lần nữa và trao cho bạn một cái tình yêu như ý bạn mong muốn, một tình yêu chất chứa, mặn nồng và đầy cái sự quan tâm, yêu thương và nâng niu bảo bọc. Và đồng thời những bạn độc thân và các bạn đang trong giai đoạn khá là trên vên trong cuộc sống của mình và có một cái sự gọi là ôm đờm mọi thứ và không biết khi nào mới có thể gặp được một cái người có thể san sẻ cái niềm vui nỗi buồn với bạn trong cuộc sống này, thì cái người định mệnh của bạn họ đang đến rồi. Thì bạn cứ giữ vững cái cầu nguyện như vậy, hãy giữ vững cái sự cầu xin như vậy, có niềm tin tưởng như vậy, thì họ sẽ mau tiến vào cuộc sống của bạn hơn ha. Và cái người mà bạn sẽ gặp, đây là một người thực sự yêu thương bạn chân thành, quan tâm bạn ha. Họ yêu bạn hơn những gì họ nói, và đây là một cái tình yêu thực sự, một true love dành cho bạn, và là một người thực sự bạn mong muốn trong cuộc sống này ha. Bạn có những cái sự yêu thương nhau một cách vô điều kiện, và các bạn đến với nhau về tình cảm, về tình yêu, chứ không phải là về vụ lợi gì hết ha. Và có khả năng một số bạn được làm mai nha. Một số ít bạn được làm mai nha. Và cái người này họ xa bạn ha. Mình vừa nói xong thì mình hay nhìn thấy cái con số 11 luôn đó. Có thể một số bạn vào gần đây hay thấy số 111 lắm ha. Và đừng bỏ cuộc, hãy cứ tiếp tục giữ cho mình một cái tầm nhìn và hướng về phía trước, giống như cái anh kỵ sĩ gậy này với một cái niềm đam mê phấn khích và mạnh mẽ nhất ha. Và đồng thời mình thấy là các bạn nên có sự gọi là chia sẻ yêu thương những đứa trẻ thơ trong cuộc sống của bạn. Bạn chính là cái tấm gương mẫu để nó noi theo đó ha. Và đôi khi cuộc sống của bạn có những cái điều mệt mỏi chán chường, thì hãy xem những video hoặc là tiếp xúc với trẻ thơ, thì bạn sẽ nhận được cái nguồn năng lượng thiêng liêng, cái nguồn năng lượng gọi là hồn nhiên của chúng, và giúp cho bạn có sự chữa lành nữa đó ha. Và bạn được khuyến khích hãy giữ cho tâm trí của mình thật là tỉnh táo nha. Hãy khôn ngoan như một con rắn, và hãy có tầm nhìn, hướng đi, mục tiêu, và có sự gọi là kiên vững cam kết cái điều đó, và không để những cái điều trong cuộc sống này nó khiến bạn bị dao động giống như một con chim ưng. Hãy ra sức học hỏi, nâng cao cái năng suất, cái tinh thần, cái tầm hiểu biết của bạn nhiều hơn, và hãy cầu xin sự giúp đỡ từ thiên thần hỗ trợ cho bạn ha. Thì bạn sẽ được mở mang kiến thức của bạn, bạn ngày càng có một sự gọi là thông tuệ hơn rất là nhiều. Hãy làm việc một cách chăm chỉ như một con trâu vậy đó. Chăm chỉ, kiên nhẫn, và hãy có một cái sự sức mạnh mạnh mẽ, kiên cường như là một con sư tử ha. Hãy có sự điềm tĩnh như một con nai, giữ vững cái phong độ của bạn, thì tương lai của bạn nó đang được mở rộng rồi. Và bạn sẽ nhận được cái điều gì đó mà bạn xứng đáng có được nó ha, khi bạn có sự kiên nhẫn, kiên trì. Lá bài này cho thấy rằng đây là cái khoảng thời gian để bạn hồi phục và chữa lành cho bản thân mình.
những thử thách về mặt cảm xúc của bạn sẽ dần được xóa mờ đi theo thời gian. Mặc dù nó có thể nhìn thấy được trong thời điểm hiện tại thì một tương lai tràn đầy niềm vui đang chờ đón bạn ở phía trước. Nhưng bây giờ bạn nên dùng tất cả thời gian để thu hồi lại cái sức mạnh của bạn. Và lá bài này cũng có nghĩa là sự phục hồi của bạn đang gần xong và thậm chí là đã hoàn thành. Hãy gửi những lời biết ơn đến thiên đường. Đồng thời bắt đầu chuẩn bị lên kế hoạch cho phần tiếp theo đầy thú vị của cuộc sống của bạn ngay thôi. Và những cái thử thách mà bạn đang gặp phải sắp đến hồi kết thúc rồi ha. Những xung đột nó sẽ dừng lại và mau chóng được thay thế bởi sự hòa bình. Sẽ có sự xuất hiện của trạng thái yên bình trong tất cả ngóc ngách của câu chuyện. Dù một số trong đó là buộc phải chấp nhận. Sự bất đồng sẽ được dựa trên quyết định về sự thuận ý của bạn. Chuyện này có thể bao gồm những khó khăn với nhân viên, cuộc chiến về mặt pháp luật, sự phân xử, thậm chí có thể là sự bất hòa giữa các thành viên trong gia đình hoặc là bạn bè. Hãy sẵn lòng thấu hiểu và tha thứ cho những người mà bạn đang có sự trục trặc trong cuộc sống đối với họ ha. Với sự khoan dung và tự trọng thì đây là lúc bạn cần mang đến cái sự yên bình cho tất cả mọi người. Và don't stop, đừng dừng lại. Đây không phải là lúc để bạn bỏ cuộc đâu. Hãy tiếp tục tiến lên trên con đường đạt được những hy vọng, ước mơ và kế hoạch của bản thân. Bạn đang đi đúng hướng rồi. Và bạn nên hiểu rằng sự phát triển sẽ đi cùng với việc bạn đạt được cái mục đích của bản thân mình. Điều này rất là quan trọng nếu bạn giữ vững cái lòng tin của bản thân mình. Đừng nghe lời dọa dẫm của người khác rồi bỏ cuộc. Chỉ vì họ không có được cái tầm nhìn giống như bạn, không có nghĩa là bạn không nên nghe theo tiếng gọi thôi thúc của con tim mình nha. Và một số bạn có thể là bạn đang hỏi cái là điều này chắc có thể là nó sẽ mau chóng đến phải không hay gì đó, hoặc là bạn sẽ trúng số hay gì đó, thì các thiên thần muốn trả lời với bạn là no. Bạn đang đặt câu hỏi gì đó thì thiên thần trả lời với bạn là no. Chờ đợi đi, kiên nhẫn chút. Và hoàn cảnh của bạn có thể sẽ đòi hỏi bạn ở sự kiên nhẫn, nhưng các thiên thần không nói không mà họ đang nói là chưa. Đôi lúc thiên đường cần thêm một chút thời gian để có thể ghép mọi thứ thành một câu chuyện hoàn chỉnh cho bạn ha. Những gì bạn đang muốn tìm hiểu có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Và khi nó xảy ra thì nó sẽ cần sự chuẩn bị để đảm bảo cho việc mong muốn của tất cả mọi người đều hiện hữu. Hãy kiên nhẫn để từ đó mà những người liên quan đều sẽ có được thứ mà họ xứng đáng được nhận. Và lá bài này cho thấy thì nếu mà bạn đang ở trong một cái viễn cảnh lặp lại với những gì mà bạn đã từng trải qua trong công việc hoặc trong chuyện tình cảm, thì đó có thể là do bạn được thiên thần gọi là đem đến cái điều này để nhìn thấy những gì mà bạn chưa thể nhìn thấy trước đó. Đây là cái thời gian hoàn hảo để bạn nhìn lại một cách sâu sắc hơn những cái động lực của mình, sự thu hút của bạn đối với những cơ hội hay những ai đã đến với cuộc sống này và trở thành một phần của hành trình đến với thành công của bạn. Và đây là cái thời điểm rất là tốt để tìm kiếm cho mình cái người cố vấn, giúp cho bạn nhìn thấy được những cái điều mà bạn không thể tự nhìn thấy. Hãy lặp lại những gì mà hoạt động tốt đem đến cho cuộc sống của bạn có sự tích cực nhất, và đừng lặp lại những gì không tốt ha. Rồi bạn cũng có thể giải thoát bản thân khỏi những cái vòng lặp cũ, và nên chấm dứt những gì đã lặp đi lặp lại quá lâu rồi. Và bạn được khuyến khích là hãy thử nghiệm một cái điều gì đó mới mẻ trong cuộc sống của bạn. Cách thức làm việc hoặc là một cái sự mới mẻ trong tình yêu làm lại, hoặc là mấy bạn có một sự trưởng thành hơn sau khi kết thúc được những vòng lặp cũ trong cái mối quan hệ này. Và lá bài này cho thấy rằng cuộc sống của bạn đôi khi bạn gặp những cái sự gọi là tổn thương về những cái lời nói của người khác, những cái sự từ chối hoặc là những cái sự khiêu khích, những cái sự gọi là hành động, hành vi khiến bạn cảm thấy buồn bã và khó chịu.
Và cái câu chuyện này nó chứa đựng đoạn điệp khúc cứ lặp đi lặp lại về việc bạn không thể làm việc này, bạn không được đi đến đó và cũng không thể nói ra điều này điều kia, thì việc này đã khiến cho thế giới của bạn như muốn vỡ vụn. Ngay hôm nay bạn hãy hiểu rằng những điều trên không có nghĩa là đúng hoàn toàn, bầu trời không hề sụp đổ. Giọng nói mà bạn nghe thấy chỉ là một phần tiếng gọi nhỏ, sự sợ hãi trong bạn đang mắc kẹt vì vừa muốn là bảo vệ, đồng thời cũng muốn mình được xem là nạn nhân. Ha, hãy yêu thương những cái phần đang bị lạc lối bên trong bạn, bởi vì cái sự sợ hãi là tất cả những gì mà bạn biết. Những lời nói thiếu rõ ràng đầy méo mó đang kéo bạn ra khỏi việc thành thật với bản thân bạn. Bạn không phải là người kể câu chuyện đó. Và bạn không nhất thiết phải nghe theo những cái lời chỉ trích dành cho bản thân mình đâu. Hãy biết bảo vệ bản thân của mình. Và chỉ có bạn mới có thể hiểu được bạn là ai mà thôi ha. Hãy nâng cao con người của bạn, tinh thần của bạn, cuộc sống của bạn và đi đến cái nơi mà bạn muốn đi. Phát triển những việc mà bạn muốn làm và những điều này nó mang một cái giá trị tích cực cho cuộc sống của bạn và cho cộng đồng của bạn, thì bạn cứ gọi là làm tốt phận sự của mình. Dù ai nói ngã nói nghiêng thì lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân mà thôi ha. Và cũng chính bạn, bạn cũng phải ngừng phán xét và chỉ trích bản thân của mình ha. Hãy tha thứ cho bản thân của mình về những lỗi lầm xưa cũ và cố gắng hoàn thiện hơn và phát triển bản thân của mình để cảm thấy vô cùng tự hào, để giúp cho bản thân của mình ngày càng có một cái sự nâng cấp và nó sẽ tự hào về bạn rất là nhiều ha. Và vũ trụ rất là yêu thương bạn và sẽ chờ đợi đến lúc bạn nhận ra được cái điều đó. Hãy cố gắng tạo ra những bước tiến mới và có những cái suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn và tư duy đổi mới hơn. Ha. Khi tâm trạng của bạn không được tốt thì nhất định cũng đừng làm khó chính mình. Đời người ngoài cái sự sống và cái chết ra thì tất cả đều là chuyện nhỏ nhặt. Chỉ cần mặt trời còn mọc mỗi ngày, sẽ không có hố sâu nào mà bạn không thể vượt qua được. Cuộc sống vốn đã rất là mệt mỏi rồi, hà tất gì lại khiến lòng mình thêm mệt mỏi? Cảm xúc không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Mọi thứ nghĩ thoáng một chút, xem nhẹ một chút, đơn giản một chút, mơ hồ một chút, bạn sẽ hạnh phúc nhiều hơn một chút ha. Và đã đến lúc bạn cần phải đưa ra quyết định, cân nhắc mọi kết quả có thể xảy ra trước khi bạn bắt đầu hành động. Hãy thừa nhận bổn phận của mình trong việc đưa ra lựa chọn cần thiết. Mỗi sự lựa chọn đều đi kèm theo một kết quả của riêng nó ha. Bạn sẽ chọn con đường như thế nào? Một cái con đường mà bạn mong muốn, nó sẽ giúp bạn phát triển hoặc là nó sẽ khiến cho cuộc sống của bạn có một cái sự chênh vênh, thì bạn cần phải gọi là suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi gọi là lựa chọn cái quyết định con đường hướng đi cho bản thân của bạn. Tất cả đều là quyết định của bạn, chỉ riêng mình bạn thôi, sẽ không có bất kỳ tình huống hay người nào làm điều đó thay cho bạn. Hãy mạnh mẽ lên, dù bạn chọn con đường nào thì bạn cũng đều sẽ có được những trải nghiệm đáng quý và đầy ý nghĩa ha. Và bạn đã đi được một khoảng rất là xa trên hành trình của bản thân, và đây là lúc bạn phải đối mặt với sự lựa chọn. Gắn liền với lựa chọn này là sự cần thiết của những thay đổi, tiến hóa, từ đó đưa bạn đến những tình huống tốt hơn. Hãy thu hẹp lại mọi thứ để chỉ còn gói gọn trong đúng một câu hỏi. Để sống một cuộc sống thành công, tôi cần phải trở thành ai và tôi phải tin vào điều gì? Hãy đưa ra câu trả lời thành thật từ chính con tim của bạn. Từ đó, bạn sẽ có được quyết định nên đi theo con đường nào thật dễ dàng. Hãy hiểu rằng cái sự phồn vinh luôn ở bên bạn. Hãy chọn việc nhìn thấy chúng và nó sẽ dễ dàng hơn cho bạn để đi theo định hướng ấy. Trực giác của bạn sẽ làm rõ cái điều đó, đồng thời cũng từ đó mà chuyển bạn đến cái hướng tốt hơn, ha. Và lá bài này cho thấy trong mọi mối quan hệ á, một trong những điều quan trọng chính là hãy cởi mở với những trải nghiệm và sẵn sàng tiếp thu những bài học mới. Ha, bỏ qua mọi sự cứng nhắc chính là yêu cầu dành cho bạn ở thời điểm hiện tại. Bạn đâu cần phải ép mình trở nên đúng trong mọi lúc, đúng không? Điều đó hoàn toàn bình thường nếu bạn đi đến cái sự thỏa hiệp ôn hòa. Ở đó bạn có được những gì mà bạn cần. Và bạn có thể đi đến một cái sự thỏa thuận với chính mình một cách nhanh chóng. Ngoài ra, cái hình ảnh của lá bài này nó còn có thể cho thấy được bạn sẽ gặp được người nào đó mới không thuộc tiếp của bạn,
Tuy nhiên họ lại sẽ trở thành một người quan trọng đến mức khiến bạn phải bỏ qua hết mọi tiêu chuẩn về hình mẫu lý tưởng bấy lâu nay. Hãy linh hoạt và bạn sẽ thấy vui vẻ với sự lựa chọn của chính bản thân bạn. Và một điều nữa là bạn cần phải có sự gọi là dẻo dai hơn trong cái sức khỏe của bạn, chăm sóc sức khỏe là tốt. Và đối với công việc thì mặc dù có thể là bạn đã có được cái tầm nhìn rõ ràng về những gì bạn sẽ làm, nó sẽ như thế nào, ai sẽ là người cùng chia sẻ với bạn và bạn sẽ có được những gì từ đó, bạn vẫn sẽ cần thư giãn và mở lòng với những cơ hội khác. Thiên thần có thể đã có được những kế hoạch tốt hơn dành cho bạn rồi. Đó có thể là một công việc mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới, một nguồn kiếm tiền mới, thậm chí là những cơ hội vượt quá cái sự tưởng tượng của bạn. Hãy linh động và nhắc nhở bản thân rằng việc này hoặc điều gì đó tốt hơn sẽ xảy đến với tôi ngay. Sau đó hãy sẵn sàng thả lỏng một chút, rồi bạn sẽ có thể tận hưởng những kết quả diệu kỳ này nha. Có thể là bạn sẽ sắp đón nhận những cơ hội mới để có thể gia tăng được cái nguồn tài chính của bạn đó. Và đây là mà cỏ may mắn ha, lá may mắn ở đây diễn ra nè. Cỏ 4 lá tượng trưng cho sự may mắn. Bạn đang bước vào thời kỳ đồng nhất của những lợi ích lớn lao, và khi ước mơ của bạn và của tập thể cộng đồng của bạn sẽ cùng nhau tạo nên một cái sự hòa hợp đầy tinh tế. Đây là lúc bạn sẽ nhận được may mắn, đồng thời chuẩn bị cho việc gặp gỡ cũng như tạo ra những phép màu mà bạn chưa bao giờ tự lên kế hoạch cho mình. Bạn hãy nhớ rằng bạn chính là cầu nối được vũ trụ sắp đặt, một dòng năng lượng cao hơn đang tận dụng cái nguồn lực mà bạn có như một cái lực lượng thay mặt cho cả thế giới. Tương lai của bạn sẽ là tương lai của tất cả mọi người. Những gì bạn mang đến lúc này trong tương lai sẽ là một cái sự kế thừa đáng kinh ngạc. Nó có sự lan tỏa và vang xa và rộng hơn rất là nhiều so với thời điểm này luôn ha. Sự hỗ trợ của bạn đối với thế giới này là đang hoàn toàn được ủng hộ ha. Và hãy mong chờ những cái điều gọi là không tưởng diễn ra ở đây, những cái phép màu có một sự gọi là khiến cho bạn cảm thấy rất là ngạc nhiên. Và hãy luôn nở nụ cười, bởi vì cái thiên thần, vũ trụ, cái đấng bảo hộ thiêng liêng rất là yêu thương bạn. Và bạn đang ở một nơi chính xác và một cái thời điểm chính xác, hãy trân trọng nó. Bởi những cái vì sao nó đang hòa hợp với mong muốn của bạn, và may mắn cũng đang mỉm cười với bạn. Thắng lợi và thành công chính là của bạn. Những lựa chọn trong quá khứ giờ đây đang chuẩn bị biến hóa thành những cơ hội mới mẻ. Đây là khoảnh khắc may mắn của bạn. Thời gian cũng cực kỳ hoàn hảo luôn ha. Và trong cái chuyện tình yêu á, thì thiên thần muốn nói với bạn rằng các ngài đã có một kế hoạch dành riêng cho bạn, và kế hoạch đó chính là mang bạn đến đúng người vào đúng thời điểm. Bạn có thể đã gặp được cái người đó hoặc sắp tới sẽ gặp được họ. Người này có tầm quan trọng trong hành trình cuộc đời của bạn, một người mà các thiên thần muốn gửi tặng đến bạn. Chỉ những thế lực thần thánh mới có thể lên kế hoạch cho cuộc gặp gỡ này. Bạn hoàn toàn không thể điều khiển được nó đâu ha. Hãy để ý đến những dấu hiệu mà thiên thần muốn bạn nhìn thấy. Có thể là những con số lặp, hoặc là những cái điều kỳ diệu giống như là mây, cái hình hình trái tim hay gì đó sẽ có những dấu hiệu đưa tới với bạn, hoặc là thông qua những bài hát chẳng hạn. Và các thiên thần đang giúp cho bạn có khả năng tăng cường kết nối với những người mới có tâm và có tầm. Bây giờ là thời điểm tốt để tham gia vào các hoạt động sẽ giúp cho bạn gặp gỡ được những người khác theo những cách có ý nghĩa và sâu sắc hơn. Có thể là phát triển một cộng đồng riêng, hoặc tham gia một cái tổ chức về học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hoặc là tham gia một cái câu lạc bộ
đọc sách chẳng hạn ha, nói chung là những điều mà bạn thích. Và có một cái động lực có lợi đến từ cái hành động của bạn trong vấn đề này. Khi bạn theo đuổi nhiều con đường liên quan đến cá nhân hơn, bạn tạo ra được những ý định trong lĩnh vực tràn đầy năng lượng và chắc chắn sẽ được đền đáp trong thời gian thực tế. Những kết nối mới mà bạn tạo ra trong cuộc sống của bạn có thể mang lại công việc, tình yêu, cơ hội, hạnh phúc và thậm chí là thành công hơn nữa về tài chính trong tương lai. Hoặc một số bạn, các bạn sẽ có những cơ hội mới liên quan đến công việc, sự nghiệp đó. Bạn phát triển được khả năng, tài năng của bạn và những cơ hội mới đang đến với bạn và những người hợp tác kinh doanh sẽ đến với bạn để có thể gọi là cùng nhau phát triển, cùng nhau tạo ra những cái sự thắng lợi. Hãy mở rộng sở thích và kinh nghiệm của bạn. Khi mà bạn kết nối với những người tốt bụng, tiềm năng của những niềm vui nó sẽ tăng lên trong cuộc sống của bạn, cũng như mang đến cho bạn những cái nguồn năng lượng tích cực nhất ha. Và lá bài này cho thấy rằng các thiên thần muốn giúp bạn giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lực và quyền kiểm soát ở đây. Trước tiên, các ngài muốn trấn an bạn rằng bạn là một người mạnh mẽ, bạn là một người tạo ra theo hình ảnh và sự gọi là giống với đấng tạo hóa của bạn. Bạn có cùng những phẩm chất và bao gồm cả quyền lực của ngài. Không quan trọng là nếu như bạn cảm nhận được điều đó hay không, mà bạn hãy biết rằng bên trong bạn, bạn là một người cực kỳ mạnh mẽ ở đây. Thứ hai, bạn an toàn khi sử dụng quyền lực của mình theo những cách yêu thương. Các thiên thần sẽ không cho phép bạn lạm dụng nó, và những người thực sự yêu thương bạn sẽ tôn trọng và tán thưởng những cái lời nói và hành động tinh thần của bạn. Bạn hãy nhớ rằng sức mạnh của bạn thì nó dùng để có thể gọi là lan tỏa tình yêu thương, chứ không phải là dùng để có thể gọi là lấn át hoặc là khiến cho bạn có một cái sự cao ngạo hung hăng ở đây nha. Và các thiên thần muốn nhắc nhở bạn rằng không có ai khác đang kiểm soát bạn, hoặc có thể kiểm soát bạn mà không có sự cho phép của bạn. Bạn luôn có những lựa chọn và các thiên thần có thể giúp bạn đưa ra những quyết định đó nếu bạn yêu cầu các ngài giúp đỡ. Các ngài cũng sẽ giúp bạn cảm thấy kiểm soát cuộc sống của mình và những món quà tinh thần của bạn nhiều hơn và thật sự an toàn cho bạn để có thể tỏ ra cái quyền năng của bạn, năng lực của bạn, và có thể gọi là quản lý được cuộc sống của mình theo những cách tích cực nhất. Và bạn đang được gia tăng sự hỗ trợ từ thần thánh nha. Lá bài đó là một cái dấu hiệu tuyệt vời cho thấy bạn đang nhận được cái sự hỗ trợ ngày càng tăng để các nhu cầu của bạn được đáp ứng. Sự hỗ trợ có thể ở dạng dồi dào, thoải mái về tinh thần hoặc là giảm bớt một số trách nhiệm của bạn, giúp bạn có nhiều thời gian hơn để tập trung vào các ưu tiên của mình. Và vũ trụ đã nghe và đang trả lời những lời cầu nguyện của bạn rồi. Điều này có thể là liên quan đến việc bạn nâng cao được cái trực giác hoặc là nâng cao được cái sự sáng tạo của bản thân bạn để thực hiện những hành động tích cực. Và hãy luôn đảm bảo một cái sự gọi là nỗ lực không ngừng nghỉ và cố gắng hết sức mình để không bỏ lỡ những phước lành mà các bạn sắp nhận được ha. Và những cái sự hướng dẫn của vũ trụ có thể bao gồm việc thay đổi cái lối sống lành mạnh, chẳng hạn như cải thiện các thói quen tập thể dục, ngủ hoặc là ăn uống của bạn để nâng cao cái tần số của bạn, từ đó sẽ thu hút được kết quả cao hơn. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 3. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi Tổng lãnh thiên thần muốn tiết lộ điều gì với bạn ngay lúc này. Và đây những trao bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Mình thấy các bạn tụ 3, một số bạn các bạn đang trải qua một cái sự thay đổi lớn trong cuộc sống của mình rồi đó nha.
Một số bạn có thể là các bạn đang dần gọi là thay đổi, giải phóng bản thân ra khỏi những cái điều không còn phù hợp với bạn, những cái điều cũ. Một số bạn có thể là rời bỏ công việc cũ, một số bạn có thể là rời bỏ một mối quan hệ nào đó, hoặc là các bạn có sự thay đổi lột xác bản thân của bạn, trở nên một người cân bằng, tinh tường hơn và có cái tầm nhìn hướng đi xa hơn, chứ không còn cái sự gọi là tự ti hay là cảm thấy thiếu thốn nữa. Mình thấy các bạn đang trong một cái sự gọi là bước sang một cái giai đoạn mới trong cuộc đời rồi. Bánh xe số phận đã quay trong cuộc sống của bạn, và bạn đang được mở ra những cái tầm nhìn mới, mở ra những cái mục tiêu mới cho cuộc đời của bạn, và bạn sẽ có thể gọi là vững vàng bằng chính cái thực lực, cái tài năng của bạn. Bạn có thể vượt qua được bất kỳ những trở ngại khó khăn để có thể vươn tới thành công, và bạn sẽ có một cái sự gọi là sáng suốt rõ ràng hơn trên cái hành trình tương lai của bạn. Bạn không còn mù mờ, bạn cũng không còn phải gọi là có một cái sự gọi là tìm hiểu cái câu hỏi bạn sống trên đời này để làm gì nữa. Và mình thấy bạn sẽ nhận được cái câu trả lời đó, bạn sẽ được khai sáng ở đây, và bạn sẽ biết được mục đích sống của bạn trong cuộc sống này là gì ha, hướng đi, tầm nhìn, kế hoạch như thế nào. Mình thấy bạn có khả năng sẽ ý thức được những điều đó khi mà cái sự thay đổi chương mới này mở ra trong cuộc sống của bạn, và nó đang gọi là vận hành rồi ha. Cho nên thời điểm này cũng sẽ có những lúc bạn hay bị gọi là suy nghĩ hoặc là mệt mỏi vì cái giai đoạn này có một cái sự chuyển hóa lớn, cho nên bạn cần phải biết bảo vệ chăm sóc sức khỏe của bạn trong giai đoạn này thật là tốt ha, vì những cái điều xưa cũ nó đã có một cái sự kết thúc và đòi hỏi bạn phải tiến về phía trước, tiến lên, vì cái tương lai tốt đẹp hơn nó đang mở rộng trong cuộc sống của bạn rồi. Những kế hoạch mới, những ước mơ, nguyện vọng, những cái điều mà bạn mong muốn thì có khả năng bạn sẽ đạt được nếu mà bạn luôn cố gắng cân bằng cảm xúc, tinh thần và có một cái sự gọi là vững vàng trên cái hành trình phía trước của bạn, và không một có một sự gọi là chùng chưng mỏ gói hay là cảm thấy gọi là bỏ cuộc nửa chừng thì không. Bạn cần phải có một cái trí tuệ, có một cái sự thông tuệ hơn, có một cái tư duy, góc nhìn nó đổi mới hơn về cuộc sống của mình, thì mọi thứ nó mới theo đổi theo một cái hướng tích cực nhất cho bạn. Hãy nhìn ra những cái điểm sáng sau những cái biến cố mà bạn gặp phải ha. Đôi khi sau này bạn sẽ nhìn lại, bạn cảm thấy biết ơn về những biến cố này, nó giúp cho cuộc sống của bạn có sự thay đổi tốt hơn. Và cuộc sống của bạn đang diễn tiến theo một cái kế hoạch mà vũ trụ đã vạch sẵn cho bạn rồi ha. Cho nên việc của bạn là hãy chấp nhận và hãy gọi là hợp tác với cái kế hoạch này, tuân theo và quy phục và tìm hướng, có thể là đi hướng đi cái mục tiêu cho cuộc sống của mình, để giải phóng bản thân mình ra khỏi những cái niềm tin hạn hẹp, giải phóng bản thân mình ra khỏi những cái điều tuyệt vọng ha, giúp bản thân mình có sự phấn chấn hơn. Và đây cũng là cái thời điểm để bạn học hỏi, trau dồi kiến thức, mở rộng cái sự nhận thức, cái sự hiểu biết của bạn, để có thể gọi là có nhiều cái hướng đi rõ rệt cho tương lai. Phải tiếp cận thêm nhiều thông tin ha, học hỏi kinh nghiệm từ những người khác ha, lắng nghe cái sự chia sẻ với cái sự khiêm tốn nhất, và hành động cho tương lai của mình, viết nên những chiến lược rõ ràng cho cuộc sống của mình. Rồi, để mình xem coi tổng lãnh thiên thần muốn tiết lộ điều gì với các bạn tụ ba. Mình thấy ở đây á, có thể một số bạn, các bạn đã rời khỏi một công việc cũ mà nó không còn phù hợp với bạn nữa, và bạn đang có một sự do dự đắn đo giữa hai quyết định, hai lựa chọn nào đó ha. Thì mình thấy là sắp tới đây cái thiên thần muốn nói với bạn rằng bạn sẽ có những cuộc phỏng vấn và bạn sẽ có sự tương tác với hai người, một người mang năng lượng nam, một người mang năng lượng nữ, và đây toàn là những người làm việc rất là chăm chỉ, những người có khả năng là quản lý tài chính tốt, những người có một sự gọi là kiên trì, nhẫn nại và làm việc một cách gọi là nguyên tắc, luật lệ, và là những người có một cái sự hào phóng muốn chia sẻ, lan tỏa, chia sẻ kinh nghiệm cho những người khác. Thì đây chính là những quý nhân giúp đỡ cho bạn, hoặc đây chính là những người sếp mới của bạn nha.
bạn học hỏi từ họ rất là nhiều, và mình thấy là con đường sắp tới của bạn là một cái con đường mà nó có sự cam kết, nó có sự vững chắc và kiên cố hơn rất là nhiều. Bạn sẽ tạo ra được cái nguồn tài chính vững chắc cho tương lai của bạn. Nó không còn bị lung lay, nó không còn bị dao động nữa. Và mình thấy bạn có sự tự tin ở đây về cái năng lực của bạn, và bạn có khả năng nâng lên được cái tầm của bạn. Và khi bạn nâng tầm bạn lên thì tiền tài nó cũng kéo theo ha. Và mình thấy là bạn được khuyến khích là hãy có một cái sự sử dụng đồng tiền hợp lý trong giai đoạn này à, và có sự tiết kiệm cho tương lai của bạn hơn. Và đồng thời đừng có để tâm đến những lời nói khiêu khích từ người khác. Hãy tập trung vào cái mục tiêu của bạn, tập trung vào cái hướng đi của bạn. Và đừng để những cái điều tiêu cực nó ảnh hưởng, khiến cho cảm xúc của bạn nó bị dao động rồi. Nó khiến cho cái phước lành may mắn của bạn nó không thể đến với bạn một cách nhanh chóng được nha. Và trong giai đoạn này một số bạn cần phải có sự kết nối với thiên nhiên nhiều hơn, để giúp cho bạn có một cái sự gọi là nâng cao được cái tần số của bạn, cảm thấy thoải mái, cảm thấy yên bình và cảm thấy được đủ đầy về những vì gì mà vũ trụ đã đem đến cho cuộc sống này. Hãy cảm thấy biết ơn nhiều hơn về những gì bạn đang có hiện tại, thì bạn mới có thể thu hút được cái nguồn dồi dào đến với bạn. Bạn càng biết ơn thì bạn càng nhân đo được cái niềm vui, cái sự hạnh phúc, cái sự viên mãn tròn đầy. Những bạn nào mà các bạn đang trong một cái giai đoạn gọi là đã có công việc rồi, đang kinh doanh hay gì đó, thì mình thấy là cuộc sống của bạn cũng có những cái sự cạnh tranh. Tuy nhiên bạn sẽ giành được chiến thắng mà thôi nếu mà bạn luôn kiên vững và bạn cố gắng nhẫn nhịn và cố gắng gọi là nỗ lực hết sức mình cho cái cuộc sống, cho cái tương lai, cho kế hoạch của bạn. Thì mình thấy bạn sẽ có một sự thăng cấp ở đây. Một số bạn, các bạn sẽ có sự gọi là nâng cấp bản thân lên một vị trí cao hơn chẳng hạn. Hoặc là bạn ngày càng có một cái nguồn tiền ổn định dồi dào hơn và bạn có thể làm chủ được cuộc sống của mình. Và mình thấy là cái thành công sẽ đến với bạn nha. Cái thiên thần muốn chúc mừng bạn khi mà bạn đã có sự cố gắng, kiên trì, nhẫn nại thì thành công sẽ đến. Một cái thành công mà được mọi người ngưỡng mộ, tôn vinh, khen ngợi ở đây. Và bạn sẽ được có một cái cuộc sống thỏa mãn, hài lòng, trọn vẹn với những giá trị mà bạn làm nên. Và bạn có sự trân trọng, biết ơn những gì mà vũ trụ đem tới cho bạn. Và những điều này là bạn cần phải cố gắng thì bạn mới có đạt được nha. Còn nếu như bạn có một sự gọi là không tin tưởng và bạn không có nỗ lực thì không có điều gì diễn ra hết ha. Mình thấy một cái ước mơ, nguyện vọng gì đó của bạn sẽ trở thành sự thật. Có khả năng là vấn đề tiền bạc, công việc á, nó sẽ thành công như ý bạn mong muốn. Và đồng thời thì mình thấy là các bạn được khuyến khích hãy giữ cho mình một cái tầm nhìn ổn định hơn ha. Hãy kiên vững và hãy có một cái sự mạnh mẽ, quyết tâm và hãy trung thực. Trung thực, uy tín, đó là một cái điểm tốt đẹp nhất của bạn, và hãy giữ vững được cái điều đó nha. Và đừng có tốn phí cái hơi sức của bạn, năng lượng của bạn cho những cái nguồn năng lượng tiêu cực, những người không cùng tần số với bạn, những người không có cùng suy nghĩ với bạn. Vì cái người mà hiểu bạn thì bạn không cần phải giải thích. Còn những người không hiểu bạn, bạn có giải thích ngàn lần đi chăng nữa thì họ vẫn bảo vệ quan điểm của họ và họ luôn gọi là triệt hạ bạn. Cho nên không cần phải tốn công với những người đó làm gì. Hãy có đôi mắt tinh tường, tỉ mỉ và sắc sảo như ông vua tiền và bà vua tiền. Biết đâu là bạn, đâu là người không cùng chung chí hướng với mình. Và đồng thời đừng bận tâm đến những người đó, và cũng không cần oán hận hay là ghen ghét gì hết. Hãy dùng cái sự chiến thắng của mình để có thể gọi là khiến cho họ có một sự tâm phục khẩu phục nha. Đừng để lời nói của người khác, suy nghĩ của người khác quyết định số phận cuộc đời của bạn, mà bạn chính là người nắm giữ vận mệnh của bạn. Mọi thứ sẽ thay đổi khi bạn thay đổi và bạn có một cái sự gọi là quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn và kiên vững hơn, và tin tưởng bản thân mình hơn và trân trọng giá trị của mình ha. Đừng quá quan tâm mọi người xì xào sau lưng bạn như thế nào, vì những người giỏi hơn bạn thì căn bản thì không thèm nhắc đến bạn đâu, vì họ sẽ luôn gọi là tập trung vào bản thân và tập trung phát triển, ngày càng nâng cấp bản thân hơn. Mà khi mà bạn bị gièm pha, thực chất là họ đang ngưỡng mộ bạn đó, vì bạn đang ở gọi là đứng xa hơn so với họ, và bạn đã có một cái sự thành công, có sự cái sự ngưỡng mộ từ họ nên họ mới nói bạn nhiều như vậy ha. Hãy nghĩ theo hướng tốt đẹp nhất, và bạn đang là một người đang có nhiều fan hâm mộ ở đây.
mà bạn được khuyến khích hãy thu mình lại, ăn nói bình tĩnh, mở rộng trái tim, sống giản đơn, giấu tâm sự nơi đáy lòng, làm mọi việc tốt hơn một chút. Những thứ bây giờ muốn sau này thì sẽ có mà thôi. Đợi đến khi bạn tỏa sáng rực rỡ thì sẽ không còn sợ giá lạnh nữa ha. Và sống để vừa lòng tất cả thì bạn sẽ đánh rơi chính mình đó. Thế nên chỉ cần sống lương thiện, không làm tổn hại đến ai là đủ rồi. Còn những thứ khác thì cứ mặc kệ, bỏ đi. Và cuộc sống của bạn á, đang trong giai đoạn gọi là gieo nhân nào gặp quả đó, nhân quả đang đến rất là gần. Bạn cứ sống tốt thì trời xanh tự an bài cho bạn thôi. Bạn sẽ gặt hái những điều tốt, bạn sẽ gặt hái được những quả ngọt mà bạn đã gieo trồng trước đó. Đừng có gieo những cái niềm thù hận làm gì. Vì những cái điều đó nó sẽ khiến cuộc sống của bạn có sự đi lùi lại, và khiến cho những cái may mắn của bạn nó có sự tách rời cuộc sống của bạn nha. Nên phải ý thức được cái suy nghĩ của bạn trong giai đoạn này, tha thứ và bỏ qua tất cả, tập trung và cố gắng. Một số bạn mình thấy có khả năng là chọn tụ 1 với tụ 3 ha. Các thiên thần muốn nói với bạn rằng các ngài luôn ở bên cạnh bạn nha. Tuy nhiên bạn cần phải yêu cầu cái sự hỗ trợ của các ngài khi mà bạn muốn tìm kiếm cái sự giúp đỡ, bởi vì thiên đường luôn tôn trọng những lựa chọn dựa trên cái sự tự do ý chí của bạn. Hãy trình bày rõ câu hỏi của bạn với các ngài. Bạn có thể nói thật lớn điều đó, hoặc có thể là thì thầm trong tâm trí của mình. Và dựa trên mong muốn của vũ trụ thì những thiên thần sẽ ngay lập tức mang đến cho bạn cái sự giúp đỡ. Các thiên thần của bạn cũng có thể mang đến cho bạn những thông điệp đặc biệt về hoàn cảnh mà bạn đang mắc phải. Hãy thiền định, hãy dành thời gian, không gian yên tĩnh cho bản thân của bạn trong nhà hoặc là ngoài tự nhiên. Sau đó hãy cầu xin các ngài cho bạn lời khuyên cũng như những định hướng. Hãy để ý lời nhắn được mang đến cho bạn. Có thể là câu trả lời sẽ đến với bạn thông qua những cảm xúc, những điều mà bạn nghe được và thông qua cái tầm nhìn. Bạn cũng có thể hỏi các thiên thần để các ngài mang đến cho bạn những dấu hiệu trong ngày. Từ đó và các ngài có thể hướng dẫn bạn đi trên một con đường đúng đắn hơn ha. Và các ngài muốn nói với bạn rằng don't stop, đừng dừng lại. Đây không phải là lúc để bạn bỏ cuộc đâu. Hãy tiếp tục tiến lên trên con đường, đạt được những hy vọng, ước mơ và kế hoạch của bản thân. Bạn đang đi đúng hướng và bạn nên hiểu rằng sự phát triển sẽ đi cùng với việc bạn đạt được cái mục đích của bản thân bạn. Điều này rất là quan trọng nếu bạn giữ vững cái lòng tin ở bản thân mình. Đừng nghe lời dọa dẫm của người khác rồi bỏ cuộc nha. Chỉ vì họ không có được cái tầm nhìn giống như bạn, không có nghĩa là bạn không nên nghe theo tiếng gọi thôi thúc của con tim mình nha. Và not the right time. Đây chưa phải là lúc thích hợp cho những điều mà bạn đang yêu cầu. Câu trả lời không hẳn là không, mà chỉ là chưa. Hãy kiên nhẫn. Những thiên thần sẽ cho bạn dấu hiệu về cái thời điểm hoàn hảo đó ha. Và bạn có hai lá bài cực kỳ đẹp ở đây ha. Big happy changes and abundance. Một cái sự thay đổi lớn và tích cực đang đến với cuộc sống của bạn. Bạn có thể sẽ có được bước đường sự nghiệp mới, hoặc là bước vào cái mối quan hệ mới, hoặc cũng có thể là chuyển đến căn nhà mới hay thành phố mới. Hãy trân trọng những trải nghiệm thú vị này. Bạn hãy hiểu rằng những thiên thần sẽ luôn ở bên cạnh bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Những gì bạn đang mong muốn và bạn đang muốn biết, có thể nó sẽ yêu cầu bạn phải giữ cái niềm tin ở đây, mặc dù bạn có thể thấy được những việc đó khá đáng sợ và vượt qua khả năng của bạn. Nhưng bạn hãy tin rằng những cơ hội phía trước chắc chắn sẽ mang đến cho bạn cái niềm vui. Và những lựa chọn này sẽ không hiện ra nếu bạn chưa sẵn sàng để đón nhận chúng. Vì vậy hãy bỏ qua cái nỗi sợ hãi và làm theo những gì mà trái tim của bạn mách bảo nha. Một cái sự phồn vinh to lớn đang đến với bạn. Những kế hoạch của bạn sẽ sinh ra sự thành công, đồng thời bạn sẽ có được cảm giác an toàn về tương lai. Các thiên thần sẽ luôn ở bên bạn nếu bạn chịu thực hiện những hành động cần thiết để bộc lộ ước mơ của mình. Sự phồn vinh về bản chất không nhất thiết là về của cải vật chất,
bạn có thể tìm được những ý tưởng mới, có nhiều bạn bè, hoặc là sức khỏe dẻo dai, hoặc là tình cảm lãng mạn. Và lá bài này nó cũng phản chiếu dòng chảy bên trong của bất kỳ loại báo vật nào được liệt kê ở bên cuộc đời của bạn. Hãy dang rộng vòng tay trước thiên đường và nhận lấy những cái gì mà bạn luôn khao khát với lòng biết ơn sâu sắc. Và lá bài này cho thấy rằng cái nỗi sợ hãi, cái sự phản bội hoặc là trì hoãn hoặc là tích ích kỷ hoặc là những cái suy nghĩ về việc đóng vai nạn nhân có thể sẽ bắt đầu diễn ra trong cuộc sống của bạn ngay lúc này. Có thể là bạn đang tự so sánh bản thân với người khác và bạn cho rằng thành công của họ vốn nên là của bạn chẳng hạn. Có lẽ bạn đang sợ hãi rằng những điều tốt đẹp sẽ không diễn ra, cho nên bạn đang tìm cách rời bỏ. Bạn hoàn toàn ý thức được mình đang nghĩ gì và làm gì nhưng lại bất lực trước việc kiểm soát bản thân lại. Và bạn đang quay trở lại nơi mình bắt đầu hay những tình huống đang gợi nhắc bạn về sự thất bại của bản thân. Tài chính không an toàn đang khiến bạn sợ hãi chăng? Bạn nên học cách yêu bản thân từ những lần lầm lỡ hoặc những thời điểm hoảng loạn. Hãy sử dụng những lời phê bình như một cách để xây dựng chính mình. Tốt hơn là hãy dừng việc kể câu chuyện này một cách đầy đủ. Hãy tạo ra một cái mới. Vũ trụ rất là yêu thương bạn và sẽ chờ đợi đến lúc bạn nhận ra cái điều đó. Hãy kể một câu chuyện mới mà sự thành công là tất cả. Bạn có thể làm được cái điều đó. Và bạn đang đi đến cái thời điểm mà việc làm mọi thứ một mình không còn là giải pháp tối ưu. Cuộc sống luôn mang đến cho bạn những người hoàn hảo có thể giúp đỡ bạn trong cái giai đoạn sắp tới của cuộc hành trình. Sự giúp đỡ sẽ đến với bạn trong mọi khía cạnh cuộc sống khi mà bạn cần đến chúng. Hãy nhận cái sự giúp đỡ và hãy có một cái sự gọi là cố gắng hòa hợp, hợp tác với mọi người, những người cùng cùng chung chí hướng với bạn để có thể gọi là đi đến những cái đích đến cao hơn. Và những người mà họ quý nhân họ sẽ đến để tương trợ cho bạn, hoặc là họ cố vấn cho bạn, hoặc là họ chia sẻ lời khuyên chân thành đến bạn. Và họ sẽ đến khi mà bạn chọn tiến lên phía trước với niềm tin. Và no play like home ha. Một số bạn thì các bạn được khuyến khích hãy có sự kết nối nhiều hơn với gia đình của mình. Gia đình chính là nơi dung dưỡng, bảo bọc và là nơi nâng đỡ tinh thần cho bạn những lúc mà bạn cảm thấy yếu đuối nhất. Nhà là nơi bạn cảm thấy an toàn và được bảo vệ, là nơi thoải mái cho bạn nghỉ ngơi và sáng tạo, nơi để bạn có thể tự biết và gọi nó là của mình. Và lá bài đó dấu hiệu cho thấy là việc bạn tin tưởng và cảm thấy thoải mái như là ở nhà khi được là chính mình thì sẽ là cái nền tảng vững chắc giúp bạn nắm lấy không chỉ là những phẩm giá tốt đẹp mà còn là tính toàn vẹn ở bản thân, những khía cạnh mà không ai có thể mang nó ra khỏi bạn. Bạn biết bạn là ai, hãy ngẩng cao đầu với tất cả lòng tự hào và sự khiêm nhường. Thay vì thể hiện khả năng quan sát tầm thường, hãy nhìn nhận mọi thứ thông qua đôi mắt của tâm hồn. Điều này sẽ đặt bạn vào vị trí nắm quyền và nâng cao cái sức mạnh khí phách của bản thân ha. Bạn sẽ an toàn khi ở trong ngôi nhà của tâm hồn của chính bạn ha. Cũng như bạn sẽ an toàn khi bạn ở trong cái ngôi nhà mà có sự bảo hộ của thần thánh, của thiên thần luôn ở bên túc trực che chở và giúp đỡ cho bạn. Người yêu, bạn bè và thú cưng đang ở cùng với bạn ngay lúc này. Bạn được đồng bộ hóa và làm đầy bản thân bằng tình yêu. Bạn có thể cảm thấy an toàn khi hiểu rằng đây là những mối quan hệ có sự yêu thương lẫn nhau. Những mối quan hệ thường sẽ gợi ra được cho bạn cảm giác của sự an toàn, thoải mái về mặt cảm xúc, cũng như những khía cạnh tốt nhất của sự mật thiết. Hãy cảm thấy như đang ở nhà với những mối quan hệ này và từ đó lan tỏa tình yêu ra cho cả thế giới. Mình thấy một số bạn trong tình cảm á, nếu mà các bạn có những cái vấn đề mà tranh cãi hay gì đó, mâu thuẫn với người yêu thì có khả năng sẽ có cái giai đoạn sắp sum họp với nhau rồi ha. Đối tượng nam và nữ ở đây đều là những người làm việc rất là chăm chỉ, rất là tỉ mỉ và có sự gọi là kiên cường, trung thực và quyết đoán.
Là những người có một cái nền độc lập vững chắc về nền tài chính rồi, công ăn việc làm tốt rồi, thì có khả năng là sắp tới đây là các bạn sẽ có một cái giai đoạn tương phùng với nhau ha, để giải quyết những mâu thuẫn và làm sáng tỏ được cái mối quan hệ này. Đối với những bạn mà các bạn vẫn còn mong ngóng, vẫn còn trông đợi một cái sự gọi là tái hợp, thì mình thấy có khả năng nó sẽ diễn ra. Và các bạn được khuyến khích hãy kết thúc những cái vòng lặp cũ trong cái mối quan hệ này đi. Kết thúc hoàn toàn để các bạn cùng nhau nỗ lực phát triển để đưa cái tình yêu này nâng lên một cái tầm cam kết mới ha. Còn các bạn cứ xảy ra những cái vòng lặp như thế này là cuộc sống tình yêu các bạn nó cứ dậm chân tại chỗ và nó cứ diễn ra khiến cho bạn cảm thấy khó chịu và cảm thấy chán chường. Và hãy chuẩn bị sẵn sàng ha, mọi thứ sẽ có khả năng sẽ được đưa ra ánh sáng và bạn đang ở đỉnh cao của bản thân và bạn sẽ có một cái sự tự tin vững chãi hơn. Bạn có thể đang chắc chắn rằng bạn đang sẵn sàng cho bất cứ điều gì ở hiện tại. Bạn hiểu mình cần phải làm gì, kỹ năng của bạn là sự hoàn hảo. Bạn đi được đến bước này cùng với sự thông thái và kiến thức. Bạn cảm nhận được một cái giai đoạn mới cuộc đời của mình đang sắp bắt đầu. Những người khác cũng công nhận cái sự tự tin của bạn và họ tin cậy vào bạn. Đây chính là cái thời điểm thuận lợi bạn bắt đầu những điều mới mẻ. Và khi mà bạn cảm thấy tự tin và hạnh phúc vì được là chính mình thì bạn sẽ sẵn sàng cho mối quan hệ sâu sắc và thân mật hơn. Bạn không cần phải chứng minh điều gì vào lúc này, bạn đang hoàn toàn là chính bản thân mình và có thể gánh vác bất cứ điều gì. Tình yêu, tình bạn và những mối liên kết mới có tính hài hòa đang đến với bạn. Từ tận sâu trong trái tim mình, bạn đang sẵn sàng để trao đi và đón nhận. Đây chính là nơi tuyệt đẹp để bạn hướng đến ha. Và bạn có hàng tá lý do để trở nên tự tin. Tất cả những gì bạn cần cho sự thành công đều đang ở sẵn trong cái sự sắp đặt của bạn rồi, trong cái kế hoạch của bạn rồi. Bạn có thể bắt đầu hành động vì bạn hiểu được bạn đã sẵn sàng bước đến nắm lấy sức mạnh tia sáng của mình cũng như nhiệm vụ của chính bạn đối với thế giới này. Hướng mà bạn đang đi cũng chính là định mệnh của bạn. Tâm hồn của bạn đang mỉm cười với niềm vui sướng cũng như việc bạn hòa hợp với sự thật này. Và cái vấn đề mà bạn gặp phải trong cuộc sống, kiếp sống này có thể nó liên quan đến cái kiếp sống trước cuộc sống của bạn ha. Cho nên bạn hãy cầu xin thiên thần giúp đỡ cho bạn nhớ được và giải phóng và học hỏi từ nó và có thể gọi là có sự chữa lành để có thể gọi là hoàn tất được cái bài học này trong kiếp trước và có thể gọi là không còn có sự gọi là vướng bận về nó nữa ha. Và bạn có được cái khôn ngoan kiếm được từ kiếp trước và cho phép nó hướng dẫn bạn trong tình huống hiện tại bằng cách tin tưởng vào cảm xúc và linh cảm của mình. Và đây là cái cơ hội để bạn có thể vượt qua được cái nghiệp chướng của bạn trong quá khứ, trong kiếp trước và phá vỡ cái dòng luân hồi. Nếu bạn chọn việc gọi là hoàn tất cái bài học này ha, thì các thiên thần sẽ ở bên để hỗ trợ giúp đỡ cho bạn. Nếu bạn có sự mong muốn là hoàn thành cái trải nghiệm này và muốn gọi là kết thúc những cái sự vướng bận trong cái bài học kiếp trước thì bạn có khả năng sẽ làm được cái điều đó ha. Và các bạn được thiên thần khuyến khích là hãy giữ vững niềm tin của bạn ha. Và bạn đang được xây dựng một cái loại sức mạnh khác và nó được xây dựng trên cái nền tảng tin tưởng và có sự hướng dẫn bên trong của bạn. Và bạn cần phải biết tôn trọng những cảm xúc của bản thân bạn và tôn trọng cái trực giác, cái sự mách bảo từ cái nội tâm của bạn nha. Hãy giữ cho tâm trí và trái tim của bạn luôn tràn đầy niềm vui, ngay cả khi con đường của bạn có vẻ nó không như ý bạn và bạn cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Hãy đắm mình trong các hoạt động tích cực, chẳng hạn như đọc tài liệu nâng cao tinh thần, nghe nhạc nhẹ nhàng hoặc là nâng cao cái đức tin của bạn thông qua những hoạt động tôn giáo mà bạn đang gọi là gắn kết ở đây. Và hãy nhẹ nhàng, mềm mỏng, tinh tế hơn với cuộc sống của mình, luôn giữ cho mình một cái tư duy tích cực nhất bằng cách cầu nguyện để được sự giúp đỡ.
và hãy lựa chọn giữ cho môi trường xung quanh của bạn nó có sự lạc quan tích cực nhất ha. Thì đây cũng là một dấu hiệu để luôn vững vàng đối với niềm tin và đức tin cá nhân của bạn đó. Niềm tin mới có thể khiến cho bạn cảm thấy gọi là lạc quan hơn về cuộc sống này. Và khi mà bạn có đức tin vững mạnh á, thì mọi thứ mà bạn mong ước nó có khả năng sẽ trở thành thực tế nếu bạn cố gắng nỗ lực vì cái đức tin ấy ha. Phúc cho ai không thấy mà tin. Khi bạn chưa thấy được cái sự tăng trưởng nhưng mà bạn đã có cái niềm tin, bạn đã gieo cho mình một cái niềm hy vọng, bạn cố gắng mà nỗ lực từng ngày, bạn luôn hướng về một cái kết quả tốt đẹp nhất, thì có khả năng là bạn sẽ đạt được cái điều đó. Và bạn phải có sự kết nối với thần thánh, sự cầu nguyện cùng các ngài, và có sự kết nối với trực giác của bạn để nhận được cái hướng dẫn để bạn đi đúng một cái con đường của bạn, không bị lạc lối ha. Và thiên thần muốn cho bạn biết rằng dòng sông ân sủng dồi dào và hạnh phúc rộng lớn đang mở ra cho bạn rồi. Bản thân bạn có một cái trái tim rất là thiêng liêng ha, một trái tim được kết nối với tất cả những người khác và mọi thứ, và năng lượng sáng tạo vô biên. Sức mạnh phi thường này luôn sẵn sàng cho bạn. Và bạn đang gọi là đã đến lúc để có thể gọi là thắp sáng lên cái niềm tin và thắp sáng bản thân của bạn cho thế giới biết được cái tài năng của bạn ha. Những cơ hội đang đến rồi. Những kết nối tuyệt vời luôn sẵn sàng dành cho bạn. Đồng thời phải có một cái ý thức trường tồn về những cái điều bạn mong muốn trong cuộc sống này ha. Và đây là lúc để bạn tập trung vào năng lượng của bạn bằng cách tạo ra những cái chiến lược, những cái bản đồ kho báu, hoặc là cái bản tầm nhìn chứa đầy những cái hình ảnh tươi sáng, viết ra ý định thu hút rõ ràng và hướng các thiên thần của bạn thực hiện ý định của bạn đến thế giới tràn đầy cái năng lượng. Và cả thiên đàng đang chờ đợi bạn hành động, và các ngài đang gọi là sẵn sàng đáp ứng, hỗ trợ những nhu cầu của bạn nếu bạn cầu xin, các bạn có sự gọi là quy phục theo kế hoạch của vũ trụ và bạn sẵn sàng đón nhận những cái sự hỗ trợ đó ha. Mọi thứ là do bạn quyết định, bạn có quyền tự do ý chí, và các ngài đang gọi là nôn nóng để có thể giúp đỡ cho bạn, nhưng bạn phải mở miệng cầu nguyện và cầu xin ở đây nha. Thì các ngài tôn trọng cái quyền quyết định của bạn. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ ba đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn.